mắn cho Phương là gia đình của Phương thì trước giờ là cũng toàn sống ở những cái khu vực mà gần trung tâm, cho nên là đối với Khánh Phương thì cái việc mà đi lại và những cái nơi mà gần trung tâm, ví dụ như là những cái khu tập gym, những khu mua sắm hoặc là những cái chỗ mà phòng thu, tất cả thứ thì nói chung là Khánh Phương đã quen với điều đó rồi, cho nên là đối với Khánh Phương thì tìm một cái nơi ở gần trung tâm thì thực sự là cảm thấy là mình đang ở một cái gì đó trọng tâm, mình luôn là một cái trung tâm vũ trụ, và muốn cảm thấy là khi mà mình đi sân bay cũng gần nè, Vũng Tàu hay tất cả thứ Khánh Phương đều cảm thấy nó rất là tiện. Và quan trọng nhất là gia đình Khánh Phương thì có một căn nhà ngay trung tâm của quận nhất, cho nên là gia đình cũng rất là muốn nếu mà mua những cái căn hộ để cho các thành viên khác ở thì cũng sẽ xoay quanh cái ngôi nhà đó, thì sẽ là một cái điều rất là tiện nếu mà đi qua lại và thăm hỏi nhau. Thì Khánh Phương hy vọng là cuối năm 2023 hoặc là đầu năm 2024 thì cái dự án này sẽ hoàn thành và gia đình Khánh Phương có thể vào đó để ở, tại vì gia đình cũng đông á, cho nên là có muốn có một không gian nói chung là gần nhau và rộng một chút để mà có thể sinh hoạt chung với nhau khi mà vào mỗi cuối tuần. Grand Manhattan thì có nghĩa là nó ở một cái phân khúc là tương đối là cao cấp trong cái dòng căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh, và nó có một cái tổng thể, nó có một cái hệ sinh thái khá đủ, gồm những cái khách sạn 5 sao, 6 sao, rồi khu mua sắm cũng như là không gian về cây xanh. Thì Khánh Phương nghĩ là đó cũng là tất cả những thứ mà những người mà không phải riêng Khánh Phương mà tất cả những người thu nhập cao nói chung họ mong muốn có một cái môi trường sống như vậy. Thì Khánh Phương nghĩ là đó là cái điều xứng đáng để mà họ cảm thấy cái cuộc sống của họ là thực sự là thoải mái và cảm thấy tiện nghi. Khánh Phương nghĩ như vậy.